Và vòng đầu tiên của chúng tôi có tên gọi là Xuyên Thấu. Xuyên Thấu là gì? Là chúng ta sẽ được gặp gỡ ba chàng trai, họ đứng sau ba bức màn trắng. Mình chỉ nhìn thấy được cái hình dáng, hình dong của họ, và mình nghe người ta trò chuyện, nói về quan điểm, nói về sở thích. Sau đó thì chúng ta sẽ được xem ba gương mặt của ba chàng trai đó hiện trên màn hình LED. Và nhiệm vụ của khách mời là gì? Là hãy ghép như thế nào để cho cái gương mặt đó là chính của cái bóng dáng đó. Và nếu như ai đưa ra đáp án đúng sẽ đem về cho mình 5 điểm. Hãy cố gắng thật là chính xác và hãy tin vào trực giác của mình. Nào, xin mời bước vào Xuyên Thấu. Chị Ốc, chị có ấn tượng với cái bóng dáng nào trên đây nhất chị Ốc hả? Chị Ốc ấn tượng với bóng dáng bạn số 3 từ hướng của chị. Tại vì giống tướng của chị rùa nhà mình hay đứng như vậy. Ông chị rảnh không, ông đang ở nhà trông con nên sao chị đi quay rồi em? Có khi nào chương trình lén lén mời chồng em lên không chị? Anh My, cái tướng số 1 là giống tới anh Thanh Duy đúng không? Cũng giống đó. Duy hay tạo dáng là post hay đó. Dáng lắm, đúng rồi. Nghe cái giọng một cái là sẽ biết được thì ngay thôi. Và bây giờ là phần tự giới thiệu của bạn số 1, xin mời. Tôi có nickname là Sony. Sở thích của tôi là hát mọi lúc mọi nơi. Với tôi hát hay không bằng hay hát. Tôi nấu ăn khá là ngon, món nào tôi cũng biết. Ví dụ như canh chua, thịt kho, cá kho. Quê tôi ở Kiên Giang nên những món tôi nấu đậm đà khẩu vị miền Tây. Câu chuyện về giác quan thứ 6 tôi sắp kể cũng liên quan đến việc ăn uống. Chuyện là nhiều lần nếu buổi tối tôi thèm món gì chưa kịp nói với mẹ là y như rằng sáng hôm sau mẹ đi chợ mua đúng món đó. Dễ thương. Dễ thương. Một người mẹ rất là thương con, cho nên là cái giác quan nó mới trỗi dậy như vậy. Một chàng trai miền Tây có một cái biệt danh rất Tây đó là Johnny. Sony. Thế thì sau cái phần tự giới thiệu về bản thân mình của bạn Sony thì em xin hỏi chị Kha Ly, chị sẽ hình dung là cái bạn này có một gương mặt như thế nào? Nghe giọng nói của bạn ấy rất là chất phác, miền Tây mà. Mình cảm giác là cái bạn này có một cái bờ môi nó hơi chề chề, nhọn nhọn. Nhưng mà chề chề với nhọn đẹp á, kiểu giống như anh Vinh vậy đó. Khuôn mặt bạn này là khuôn mặt trái xoan. Chân mày, mắt, mũi, miệng kỹ kỹ đi em. Đừng nói Vinh vẽ nha Vinh. Anh Vinh đang phát họa ra những cái gì mà chị Ly nói. Mắt của người miền Tây thường là hai mí. Có hai mí. Rồi, gương mặt cũng có vẻ là... Trời ơi, anh Vinh vẽ đẹp đó nha. Mình đang phán đoán cho nên là mình cứ thử hình dung. Bây giờ Ốc nè. Xin mời chị Ốc. Không biết sao nhưng mà lần này chị Ốc với lại Kha Ly là cái trực giác là khá giống nhau. Giống rồi. Qua cái cách bạn này nói chuyện thì bạn này có gương mặt rất là phổ thông. Mắt bạn không to cũng không nhỏ. Mũi bạn không cao cũng không tẹt. Và cái môi của bạn không dày cũng không mỏng. Nói chung là mặt phổ thông đó. Theo mà mình đi máy bay gọi là gương mặt economy đúng không? Đây, gương mặt nó chỉ qua thôi. Nó giống bên đây luôn đi. Cũng khá là giống cái miêu tả của Kha Ly đó. Đúng rồi, chỉ khác cái môi trề hay không trề thôi. Em nghĩ là bạn này môi trề hả? Ý em là cái môi mà giống anh Vinh. Môi giống anh là không phải là môi trề. Môi đẹp. Môi chúm chiếm đó. Chúm chiếm thì mình vẽ cái môi nó nhỏ hơn xíu nữa. Nó cỡ đầy thôi. Nói chung là bạn này là môi bình thường. Chốt ha. Chốt. Dạ. Xin mời phần giới thiệu của bạn thứ hai. Xin chào. Danh của tôi là Jun. Đây là tên tiếng Nga của tôi khi học đại học 7 năm tại Nga. Sở thích vào những lúc rảnh rỗi của tôi là đi du lịch, chơi thể thao, chụp ảnh và xem phim. Thể loại phim yêu thích của tôi là hành động và tâm lý. Theo tôi nghĩ, dù con trai hay con gái, phụ nữ hay đàn ông, chúng ta đều có giác quan thứ 6. Tuy nhiên, của người phụ nữ đặc biệt sẽ nhạy bén hơn của đàn ông. Vì vậy, chúng ta không nên xem nhẹ giác quan thứ 6 của người phụ nữ. Cảm ơn bạn. Rồi. Một bạn trai có biệt danh là Jun. Chị Ốc cũng đã từng sống ở Nga nhưng mà không lâu như bạn thôi. Cái cách bạn ấy nói chuyện là thấy bạn này là một người bạn có tri thức, thích tìm hiểu mọi thứ và cũng là một người khá là điềm tĩnh. Gương mặt bạn này mặt sẽ hơi góc cạnh, một chút góc cạnh thôi, không phải là quá nhiều. Môi bạn này môi trái ấu, có độ dày nhất định nha, có môi quả, không phải là môi mỏng lét. Lỗ mũi chắc có cánh mũi chút xíu. Cặp mắt sao nè? Mắt sáng thông minh. Em thấy rõ ràng là chị diễn tả rất là đẹp. Không phải cái mặt này. Thôi bây giờ Kha Ly bắt đầu tả nè. Ly thì Ly nghĩ bạn này là một người có gương mặt hơi vuông vuông một chút xíu. Hơi vuông vuông, có cạnh chút. Mũi cao. Môi của bạn này cũng vừa, không có dày. Có thể là mắc một mí lót. Chân mày anh này sẽ hơi xớp lên một chút xíu. Biết ra dùng nhang ta sao đây. Rồi, tóc sau nữa nè. Mái tóc của anh này là 37, 73. 37, 37. Rồi. Không phải 37 nha, 73 nha. Với tất cả những gì chị Kha Ly vừa nói thì anh Vinh đã phát họa cực kỳ chính xác, 100% luôn. Dạ, và đây. Cái này là do lúc mà ảnh ở trong bụng mẹ đó là người ta chúc nhiều quá, chúc mẹ tròn con vuông. Cái này dễ sao người ta thành ba cái cầm luôn nè. Không, cái này cái ngạnh của ảnh mà nó vuông quá nó ra vậy đó. Thôi em không tin đâu. Cái giờ Vinh vẽ thì chê quá thì ngồi cuối cùng già sẽ là người vẽ nha. Rồi. Ok. Xin mời phần giới thiệu của bạn cuối cùng. Xin chào. Biệt danh của tôi là Cua. Bạn bè thường gọi cách nói chuyện đùa giỡn của tôi nghe như cua vậy, nhưng tôi thấy đâu có sao. Miễn mọi người vui là được. Sở thích của tôi là đi ăn uống cùng với bạn bè. Tôi thích những món ăn làm từ gà, như là gà rán, gà kho sả, gà lá giang. Mẫu người lý tưởng của tôi là người có cá tính, đừng quá hiền, bởi vì tôi hiền lắm rồi. Giác quan thứ 6 của tôi khá mạnh. Đôi khi tôi mơ thấy một vài sự việc xảy ra ở ngay hiện tại và ngay trong đời sống luôn. Tôi đến đây để tìm câu trả lời trong chương trình Giác quan thứ 6. Cảm ơn cô. Cái bạn này em chị tả chung đi. Tả chung một dạ nó vẽ không có nổi. Được chị, tả chung dễ vẽ hơn. Tóc dựng dựng nè. Mặt nhỏ nhỏ nha. Mặt nhỏ nha. Môi mỏng mà hơi thâm thâm. Nói chung là mọi cái đường nét ở trên gương mặt của bạn này là đều nhỏ hết. Mắt cũng nhỏ nhỏ, mũi cũng nhỏ nhỏ, lỗ tai dài dài. Dài là phải xuống tới cằm á. Lông mày rậm á. Không đậm lắm nha, lông mày rậm ha, mắt nhỏ không đậm lắm, lông mày bình thường à, Ly ơi. Bởi vậy lại bên rậm bên bình thường. Răng của bạn này á nó hơi khóc khỉnh một chút xíu, răng khểnh đó, khóc khỉnh á. Giờ em mời hai chị coi tất cả những gì mà hai chị vừa diễn tả. Cái gì vậy dạ? Giống như Son Goku. Trời ơi, nhìn dạ xong rồi nhìn lại là hồi nãy Vinh làm đã quá xuất sắc đúng không? Xuất sắc. Nhưng mà cái này nó vẫn đúng. Tóc dựng dựng. Tóc dựng. Ba chữ dựng là ba còng đi lên. Lông mày thì một người thì nói đậm, một người nói thưa nhỏ, mắt nhỏ, gương mặt nhọn, lỗ tai dài. Quá chuẩn. Sau cái phần gọi là mường tượng hết sức, gọi là ấn tượng của hai khách mời, thì bây giờ chúng ta hãy đến với gương mặt thật của ba chàng trai trên màn hình LED. Xin mời. Đầu tiên là bạn trai có biệt danh là Johnny. Khó thiệt luôn á. Nhưng mà theo cái mà em miêu tả ngay từ ban đầu theo ý em á, thì Sony sẽ hợp với lời số 2. Chốt số 2 đi. Số 2. Bạn Sony là theo ốc là gương mặt số 1. Gương mặt số 1. Và tiếp theo là bạn Jun. Jun sẽ là bạn số 1. Nhìn nét bạn ấy rất là Tây. Cái gì vậy chị? Trực giác nó mới tới với chị. Vậy bây giờ mới là trực giác của chị đúng không? Bây giờ mới tới mà hồi nãy chốt rồi. Không, chương trình sẽ cho chị thay đổi theo cái trực giác mà chị cảm nhận ngay lúc này nha. Dạ dạ. Số 1 chính là bạn Jun. Còn bạn Sony là người bạn số 2. Rồi, chốt. May quá được đảo rồi. Hiện tại chúng ta đang đồng đáp án với nhau. Hai chị em tôi là đồng giác quan mà. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin phép được mở cái bức màn của bạn Jun trước nhé. Xin mời. Không biết là bạn Jun của chúng ta có sở hữu gương mặt số 1 hay không? Hy vọng là đúng. Chính xác. Wow. Hay vậy ta. Gương mặt hơi ngạnh ngạnh nè, mắt một mí lót, mũi cao nhưng mà không có nhỏ quá, mũi cũng hơi to to chút xíu. Lúc mà ba gương mặt của các bạn hiện lên với cái số thứ tự mà bị đánh tráo á, thì ngay lập tức lúc đó mình bị hoang mang. Nhưng mà sau khi tập trung nhớ lại những cái dữ liệu đã được cung cấp thì có sự tương quan nhất định với cái lời miêu tả của bạn Jun về cuộc sống của bạn tại nước Nga. Thì mình nhìn vào ba gương mặt này mình thấy rõ ràng là bạn số 1 trên màn hình á là tương quan nhất với cái lời miêu tả đó. Hai vị khách mời phải đồng ý với tôi là tôi vẽ cái hình vuông, cái bạn mặt hình vuông là giống chứ không phải không đâu nha. Giống nhưng mà nó bị lố. Người ta vuông rất là vừa, rất là điện ảnh. Người ta mặt rất là góc cạnh. Với đáp án vừa rồi thì hai chị mỗi người đem về cho mình 5 điểm. Xin chúc mừng. Hello Jun. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mở luôn hai bức màn còn lại của bạn Sony và bạn Cua. Xin mời. Em nghĩ là đúng đó. Bạn số 1 một là mặt nhọn nhọn nè, mũi nhọn nhọn nè, cái gì cũng nhọn nhọn đó chị. Có mình em biết à, gu của em. Và qua cái kết quả vừa rồi của hai khách mời thì xin chúc mừng hai chị, mỗi chị đều lãnh trọn cho mình 15 điểm. Chúc mừng. Và vòng 2 của chúng tôi có tên gọi là phán đoán tài tình. Nhưng trước hết hãy cùng Mỹ Dây La trong vòng ít phút.